Chào anh cơ quan cũng dùng tất cả anh em mình Chào ơi. mình ngồi ở nhà sau từ Nam tới Bắc thì cũng xin chúc cho tất cả các anh em, anh chị em trên diễn đàn cũng như bà con, những anh em nào mà có lòng hướng tới quê hương đất nước, một cái lời chúc nhiều sức khỏe trong những cái ngày trọng đại của đất nước, của quê hương. Đất nước Việt Nam được cái gì khi mà giải phóng miền Nam? Thì cũng có một số anh em nó nói vui là được chứ, được thêm ngày nghỉ. Nếu lý là nghỉ có ngày 30, ngày 1 năm cho mình, bây giờ được thêm được ngày nghỉ lễ nữa. Thì mình nói bây giờ sẽ có 3 nội dung mình muốn chia sẻ. Thứ nhất, về cái phương diện chủ thể nhà nước đối với dân giàu. Cái vấn đề thứ hai là cái nội dung đó là tinh thần quốc tế, vô sản của người cộng sản. Và cái vấn đề thứ ba là nói trực tiếp về cái công cuộc, cái cuộc bầu cử chuẩn bị sắp đến ngày 23 tháng 5. Thì cái việc đầu tiên nhất đó là cái chủ thể của nhà nước Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay, và cũng như là 46 năm thống nhất cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì chính thể chủ thể nhà nước này xây dựng vì ai? Cương lĩnh của đảng cũng như là hiến pháp xác định xây dựng nhà nước pháp quyền sao chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, và cán bộ đảng viên nhà nước này là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, và chủ thể đó là người dân làm chủ. Từ cái việc đó mình mới suy rộng ra rằng là gì, nhà nước này là đầy tớ của nhân dân. Mà đầy tớ rõ thôi, tại vì đầy tớ thì phải phục vụ ông chủ. Riêng Mỹ là cái giới tinh hoa của Mỹ, giới tư sản của Mỹ, đó là ông chủ Mỹ, thì nhân dân phải phục vụ lại cho ông chủ. Thì Việt Nam mình chủ thể nhà nước này là đầy tớ của dân, phải phục vụ cho dân, tại vì dân làm chủ mà. Mà điển hình nhất, cái điển hình nhất trong những cái đợt dịch vừa qua, đặc biệt là trong cái thời gian, trong cái tháng 4 này, dịch tại tại Ấn Độ bùng phát, thì Việt Nam đã tổ chức 5-6 chuyến bay để đưa công dân Việt Nam về đất nước, đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng. Thì nhân dân là ai? Nhân dân là ông chủ á. Nhà nước này phải tổ chức qua rước về. Mình là đầy tớ mà phải đi rước ông chủ về đó. Nhà nước này là đầy tớ, là công bộc của dân, phải đi rước ông chủ về. Chứ Mỹ đó, Mỹ nó là cái giới tư bản, nó là ông chủ, người dân, nhân dân Mỹ khi ở bị ảnh hưởng dịch hoặc là cái gì ở các nước khác, anh muốn ông chủ rước về, anh bỏ tiền ra. À, đúng không? Rõ ràng Việt Nam này đã từng giải cứu công dân trong tất cả những cái vấn đề liên quan tới chính trị, tới xung đột vũ trang, tới dịch bệnh. Mà điển hình nhất dịch bệnh trong năm 20, chúng ta đã giải cứu được một số công dân từ cái nước, cái gì xích đạo đó, Túc, Sa Lắc, Sa Lơ, Guinea gì đó, Guinea xích đạo, giải cứu công dân ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, giải cứu công dân của các quốc gia khác, kể cả Mỹ, và giải cứu công dân đầu tiên nhất ở Vũ Hán, ở Trung Quốc, cái tâm dịch. Và hiện nay giải cứu, tiếp tục giải cứu công dân ở Ấn Độ, không tính giải cứu công nhân người lao động làm việc tại Myanmar khi xảy ra cái cuộc biểu tình đảo chính. Cái đó là nó liên quan tới cái chuyện xung đột vũ trang. Nhưng mà riêng dịch nè, thì vì mình mới thấy rằng là gì, chủ thể của nhà nước này là gì, xây dựng một cái nhà nước mà do dân làm chủ, và người dân quyết định định đoạt được cái số mạng, cái số phận của nhà nước này, và nhà nước phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân. Điển hình như cái việc chúng ta giải cứu hàng ngàn công dân đang làm việc, đang sinh sống, đang công tác tại Ấn Độ, thì nó rõ ràng đây là cái gì, chính thể này là của dân, do dân và vì dân, phục vụ nhân dân là trên hết. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là cái gì, cái tinh thần quốc tế vô sản. Dù trong quá khứ chúng ta đã giúp Campuchia, và hiện nay một số thành phần thế giới trẻ của Campuchia cũng như là một số thành phần có tư tưởng cực đoan thân Trung Quốc, đặc biệt là cái đảng cứu nghi dân tộc, trước đây họ họ thân Trung Quốc và họ có cái tinh thần cực đoan, nếu như họ lên lãnh đạo cầm quyền thay thế ông Hun Sen thì họ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vân vân, như trước đây họ tuyên bố. Thì hiện tại bây giờ trên tinh thần quốc tế vô sản, giúp bạn như giúp mình, giúp bạn là giúp chính mình,
Việt Nam sau khi Đất Chính lên làm thủ tướng chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn, mới mấy mươi ngày nay thôi, đã hội đàm với là thủ tướng của Campuchia trong cái diễn đàn của ASEAN, và Việt Nam đã quyết định tài trợ, hỗ trợ cho Campuchia một khoản tiền 500.000 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, và đồng thời tặng 800 máy thở và hàng triệu cái khẩu trang. Có nghĩa đây là tinh thần quốc tế vô sản, chỉ có người cộng sản họ mới giúp đỡ một cách vô tư, chí nghĩ chí tình, còn mình giúp cho họ, họ có đền ơn, họ đáp ơn, cái đó là chuyện họ, mình cứ giúp trong khả năng của mình. Đó là hai cái bản chất tốt đẹp của một thể chế, đặc biệt đó là sự lệch dưới cái thể chế xây dựng một chế độ do đảng cộng sản và xây dựng nhà nước pháp quyền sao chủ nghĩa. Đó hai cái vấn đề mà em muốn chia sẻ thêm trước khi vào cái nội dung chính, đó là công tác bầu cử. Thì mình phải nhìn cho nó rõ. Cái vấn đề thứ nhất là nhà nước này phục vụ cho ai? Có phải phục vụ cho lợi ích cho những tập đoàn kinh tế, những tỷ phú như ông Phạm Nhật Vượng hay bà Phạm Phương Thảo hay vân vân không? Đương nhiên chúng ta vẫn tạo điều kiện để cho những doanh nghiệp đó phát triển, nhưng đồng thời cái chủ thể phục vụ chính yếu nhất đó là nhân dân. Cái vấn đề thứ hai, cái tinh thần của người cộng sản nó là như vậy. Thì bắt đầu mới quay lại cái vấn đề bầu cử. Và cái sự xuyên tạc của những cái trang báo đài phản động chống phá đất nước, đặc biệt là thằng VOA. Thì em coi trên mạng cái clip mà họ xuyên tạc, họ phỏng vấn những cái ông, một ông già, cũng già, cũng 60-70 tuổi, nhìn cái bộ dạng thì cũng có vẻ, nhưng mà gọi là một công chức, không biết rằng ông đã từng là công chức của quận ở thành phố Hồ Chí Minh hay không, có nghỉ hưu chưa, là bản thân ông đó làm cái gì thì mình không dám khẳng định đó là cái gì, nhưng mà họ đưa lên đó là một công chức hoặc là một cái người dân bình thường. Và hai cái luồng ý kiến mà đặc biệt tập trung vào cái nhận định cái công tác bầu cử, công tác tổ chức, công tác bầu cử, công tác giới thiệu nhân sự, mà nói thẳng với lợi anh em mình, chúng ta ở đây hiểu rằng là bọn chúng chống phá, tập trung chống phá vào cuộc bầu cử này, đặc biệt là ở cấp cao nhất đó là quốc hội, chứ còn hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã họ không chống. Tại vì cái quyết sách xây dựng đất nước, chiến lược phát triển đất nước, cái phương lược đối nội đối ngoại đó là ở tầm vĩ mô trên quốc hội là quyết định, chứ còn cấp hội đồng nhân dân các cấp ba cấp kia thì nó có cái tính chất địa phương, cho nên là cũng không xác định, không đặt nặng, bọn chúng không đặt nặng cái việc chống phá, nhưng mà chủ yếu quốc hội. Cho nên là cái việc mà những cái người đại gọi họ gọi là đại diện cho người dân trong nước, hoặc là đại diện là một cử tri ở trong một cái địa bàn quận huyện nào đó của thành phố Hồ Chí Minh, mà họ nói rằng đó là khi mà một người phát biểu cái ý kiến gì, họ đánh đồng đó là toàn thể đại diện cho ý chí nguyện vọng của toàn thể cử tri, ý chí và cái cách nhận định của toàn bộ cử tri trong một cái địa bàn đó, hoặc là nó họ quy chụp cả nước. Chào Lan Hoàng. Cái sự nhận định nó mang cái tính chất là thiển cận, quy chụp, gọi là thiển cận, nhìn vào một cái góc độ nhỏ. Chúng ta không, em đã từng nói, không lấy sự việc mà chúng ta quy kết đó là bản chất, thì một người không đại diện được bản thân. Em nói thật anh Thơ Quay và anh em mình, nhiều khi trong một gia đình mà một người, dù ông đó là trưởng nam luôn, con trai trưởng nam mà chưa chắc gì có tiếng nói quyết định trong gia đình, đôi lúc còn lệ thuộc những người em hoặc là cha mẹ, chứ đừng nói là trưởng nam hay là đề cao ông cha, cũng chưa chắc gì quyết định một cái sự việc đó, tại vì còn liên quan tới con, cái thừa kế hay là chi chét tài sản này nọ, vân vân vân. Bản thân dù ông cha là chủ hộ, chưa chắc là có quyền quyết định tất cả. Đức cũ là bản thân một bản thân một cá nhân không đại diện được cho cử tri của một địa bàn khu dân cư, chứ huống chi mà cả một quốc gia. Và cái lời phát biểu của những cái ông này, khi được họ bơm, em nói thẳng ra là họ bơm mớm cho cái cách phát biểu, có thể rằng là nói như anh Chu Phan nãy vậy, họ cho 500 triệu rồi đó, nói về tôi viết sẵn kịch bản vậy, đọc thuộc rồi anh nghiên cứu kỹ cái nội dung này, rồi anh phát biểu y theo như vậy. Họ có thể là một người lao động bình thường, họ có thể họ làm một ông xe ôm, một ông làm công việc lao công hay cái này kia, nhưng mà được tự nhiên chỉ còn trả lời vậy được 1 triệu 2 triệu vậy đi, họ thấy cả tất cả một ngày công họ chưa chắc bằng, cho nên họ nói, họ đánh liều họ nói. Và năm 21 á,
ví dụ như cơ quan chức năng có mò lên tại sao anh phát biểu vậy gì nữa, thì tôi giờ tôi nghèo quá, tôi nghĩ gì đồng tiền tôi muốn nói đi, tôi nói mấy câu gì, tôi không nghĩ là cái vấn đề là chống phá gì hết, tôi nghĩ nói gì thâu kệ nó, nó như cảm nhận của một mình tôi, ví dụ vân vân, anh thương quan nghĩ đúng không, cho nên không thể đại diện cho ai cả. Và cái bản chất câu nói đó nó cũng mang tính quy chụp. Quy chụp cái thứ nhất là gì, người dân không quan tâm và không hiểu chính trị là sai. Nói như anh Chu Phan cũng như anh em mình nói, không phải người dân không quan tâm và không hiểu chính trị, nhưng mà tại vì một đất nước nó thanh bình, nó yên bình, nó dân chủ, nó kỷ cương, thì người dân cứ nghĩ rằng là thôi chuyện ai nấy làm, tôi cứ lo làm kinh tế cho tôi, còn cái việc an ninh trật tự, đảm bảo xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội, nước anh cũng bị luôn anh Hoàng, chính quyền đó là của chính quyền. Mình đừng có làm gì sai trái là được rồi, dù mình là chỉ một cái bà già bán một cái nồi bánh canh, một cái nồi một cái mâm xôi vào buổi sáng để kiếm cái tiền thu nhập hàng ngày, họ cũng nghĩ rằng cái chuyện lớn để nhà nước lo, thì không có lý do gì mà nói người dân không quan tâm, chẳng qua là người dân cảm thấy rằng là mình không nhất thiết, chuyện đó là chuyện quốc gia đại sự, có cái ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch thành phố, ông chủ tịch nước ông lo, còn mình cứ lo cái cuộc sống của mình. Cho nên nói người dân không quan tâm là một nhận định mang tính là quy chụp mơ hồ và gọi chút là ấu trĩ, không phải không biết. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì nè, nói mà cái chuyện mà đi bầu là bầu cho nó có, còn cái chuyện mà sắp xếp như thế nào là cái nhân sự của đảng không đúng. Có nhiều trường hợp báo cáo với các anh em trên diễn đàn anh em mình, có nhiều vị hàm bộ trưởng, thứ trưởng đưa ra ứng cử vẫn bị rớt, đưa ra trung ương vẫn bị rớt, đưa ra quốc hội vẫn bị rớt, và đành quốc hội phải thay thế bằng phương án nhân sự hai. Trong cái quá trình quy hoạch cán bộ, chúng ta thường nói một câu nó gọi là dân gian, một đích ba ghế và một ghế ba đích, có nghĩa rằng cái chức vụ đó ít nhất cũng phải có quy hoạch cái dạng ông đứng đầu, ông thứ hai, ông thứ ba, lỡ ông đứng đầu rớt thì còn ông thứ hai, và một cái đó là một ghế và ba ông, còn một ông ít nhất cũng phải vô ba ghế, có nghĩa rằng nếu như ghế này không được thì cái khi lỡ ông dự kiến quy hoạch ông làm chủ tịch huyện đi, chủ tịch quận đi, lỡ ông không đúng hội đồng dân thì đưa qua ông làm mặt trận đoàn thể, nghĩ đúng không, có nghĩa rằng là chúng ta quy hoạch có cái tính chất là gì, có cái lứa tuổi kế cận, từ cán bộ trung ương, ủy viên trung ương cũng phải từng theo độ tuổi, dưới 40 là bao nhiêu, trên 45 là bao nhiêu, 50 bao nhiêu, 60, có cái lực lượng kế cận, có lực lượng kế cận, chứ không phải ví dụ như em quay ngược lại một chút xíu với nói về các nước khác, không phải giống như ông Malai vừa rồi, sau khi cái ông thủ tướng ông bị phát hiện cái việc ăn chặn các cái nguồn quỹ, thì cái ông cựu thủ tướng đã 90 mấy tuổi ra làm thủ tướng, không có cái lực lượng kế cận. Mình xây dựng cái nguồn cán bộ, quy hoạch của đảng, của nhà nước phải có nguồn kế cận. Cái tinh hoa, cái hay là chỗ đó, nó phải có cái nguồn kế cận. Nếu như lỡ cái nguồn này nó thúi thì còn cái nguồn khác nó nở hoa. Mình nói vậy. Cho nên nếu như mà nói mà cái sự sắp xếp của đảng nó sai. Có nhiều trường hợp là đảng viên được đảng đề cử ra ứng cử, rớt, ông không đảng trúng. Có bình thường mà. Nó rất là nhiều chứ không phải không? Trong quốc hội chúng ta cũng có tỷ lệ 10% là ngồi đảng, và đó là những đội ngũ trí thức. Cái vấn đề tiếp theo nữa là gì? Nói cái chuyện mà người dân á, họ không quan tâm tới chính trị đã đành rồi, nhưng mà họ còn quy chụp thêm là gì nè? Bầu cử bằng hình thức. Bây giờ dù tôi có gặp ông này, nhưng mà ông vẫn trúng. Tôi không thích ông này, ông đó vẫn trúng. Nói cái chuyện đó là một cách nhìn nhận nó cực đoan rồi. Vì thì tại sao ông Trump ở Mỹ những người Việt toàn là hầu như đa phần là ủng hộ cho ông Trump và bỏ phiếu cho ông Trump, mà tại sao ông Trump vẫn rớt, đúng không? Đúng, tại sao ông Trump vẫn rớt? Tại vì chỉ một cộng đồng người Việt đứng lên hô hào là ủng hộ ông Trump, nhưng mà chỉ là một tập người thiểu số, mình gọi là tập thiểu số, một nhánh thiểu số của Mỹ, thì không thể đại diện cho cả 300 triệu cử tri của Mỹ. Thì đương nhiên có nhiều người ta bầu cho ông Biden thì ông Biden trúng. Hoặc ngược lại, 4 năm về trước ông Trump ít phiếu hơn bà Clinton vẫn thắng. À, tại sao? Tại vì thể chế của nó, dù anh có bỏ phiếu cho ông Trump như chưa chắc ông Trump đã không trúng, dù ông đã bỏ phiếu cho bà Clinton chưa chắc bà Clinton đúng, tại vì còn phải đại biểu quốc hội đại diện, gọi là đại cử tri,
Đại cử tri mình cho giống như mình là đại biểu quốc hội, tại vì đại cử tri của Mỹ nó lấy trên số liệu thứ nhất là 100 thượng nghị sĩ và 352 hạ nghị sĩ, nó thành ra là cái gì, là 530 mấy đại cử tri theo cái phân bổ từng bang. Thì cuối cùng những người đó tuy không phải là thượng nghị sĩ, không phải hạ nghị sĩ, nhưng mà gọi là họ đại diện cho đại cử tri là đại diện cho cái ông thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Thì cử tri bầu chưa chắc gì, bỏ phiếu nhiều hơn chưa chắc ông đã trúng. Mà cái người được hô hào là bầu nhiều, chưa chắc thì đã trúng, mà cái ông bầu ít trúng đó, anh thấy rõ ràng không? Cho nên Việt Nam mình, nếu như nói hai cái ông cử tri đại diện cho cử tri gì rồi mà nói là bầu, tôi có ghét ông đó tôi gạch phiếu tôi bỏ, nhưng mà ông vẫn trúng tại vì để xong sai, một mình anh gạch phiếu, nhưng mà cái điểm cử tri của anh, cái người đã ứng cử cả một quận, cả một triệu, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu cử tri, thì một phiếu của anh cũng như là muối bỏ mà. Nó rõ ràng có thể bản thân cái đại biểu đó, em nó sẽ anh thân quen, em đã từng nằm trong cái tổ kiểm phiếu, và em xin khẳng định rằng đối với cái công việc kiểm phiếu bầu đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân các cấp, không thể có gian lận, không thể có gian lận, tại vì em đã chứng kiến, em biết chỉ cần yêu cầu cái cử tri của cái khu phố đó là 1.000 cử tri, anh cộng tất tần tật các số phiếu được bầu và không được bầu, anh cộng lại mà sao cuối cùng còn có 999 phiếu, mất một phiếu, anh phải kiểm tra từ đầu tới cuối, anh kiểm tra làm sao mà đúng 101.000 cử tri đã bỏ phiếu. Nó rất là khó trong cái khâu kiểm phiếu, tại vì chúng ta kiểm phiếu bằng thủ công nha. Đúng rồi. Kiểm phiếu bằng thủ công cho nên nó không phải qua cái phương tiện máy móc, cho nên là chỉ cần sai sót một phiếu thôi. Mà anh biết rằng là sau khi cái kết thúc bầu cử 7 giờ đêm mà kiểm cho tới 4 giờ sáng chưa xong. Họ yêu cầu đang kiểm kiểm đó, ông nào mà buồn ngủ gục xuống cái rầu bị đánh dấu lệch từ ông A qua ông B, kiểm lại từ đầu. Nó rất là khổ, nó rất là khó. Và em dám khẳng định rằng là không có gian lận trong đó. Em đã nằm trong tổ kiểm phiếu, em biết. Không phải là em chia sẻ cái đó là để mình biện hộ đâu, nhưng mà đó là thực tế. Cái vấn đề thứ hai nữa nè, nếu như cái ông A ổng ứng cử ở địa bàn 4 phường xã, ông ứng cử ở địa bàn 4 phường xã, nhưng ở cái phường xã của em ổng không đủ phiếu so là bàn kia, nhưng mà 3 phường còn lại ổng cộng lại ổng hơn, thì cuối cùng tính ra tỷ lệ ổng vẫn trúng, chứ không phải rằng nó đấy ổng thất cử chỗ này là ổng không trúng, ổng trúng chỗ kia. Điển hình như Mỹ thôi, ông tổng thống Mỹ ổng ở bang Cali ổng thua ông kia, nhưng mà qua bang kia ổng thắng, tính ra đại cử tri hơn. Nó rõ ràng cái đó là không thay đổi được cái kết quả trên tổng số cử tri bầu cho hai đại biểu và tổng số của các phường xã cộng lại, ông nào hơn ông đó trúng. Chứ không phải nói là tôi giờ tôi trúng 3 phường, ba cái phường đó, ba khu phố đó đi, mỗi khu phố có 500 cử tri à, thì ông trúng ba đó luôn, ông được 700 trên, ông được 800 đi, ông được 900 đi, em cho ba cái thôn đó là được 1.500 cử tri, ông trúng ba cái là được 900 trên, ông kia có 600 à, nhưng mà qua cái khu phố thứ tư cử tri của đó được tổng 3.000, ông này ông được 1.500, 1.700. Ông được 1.700, ông này có 1.100, 1.200 cộng lại ông thu. Ông thu 10 phiếu, ông cũng thua vậy. Đúng không? Nó rõ ràng. Đúng rồi. Cái kiểm phiếu nó là chính xác chỗ đó. Em dám khẳng định. Và đồng thời ở từng tổ bầu cử nó có cái ban riêng. Không thể ban của này anh thông nào qua ban kia được. Không có chuyện tham thông nào được. Cho nên mình nói rằng là nói cái việc là bầu cử mà đó là sự sắp xếp của đảng là không đúng. Mà đó là quyền lựa chọn của người dân. Quyền lựa chọn của người dân. Tại khi người dân á, trước khi bầu cử từ ngày hôm nay sau 30/4 bắt đầu là ở cơ sở người ta sẽ niêm yết danh sách trong vòng 20 ngày, 25 ngày cử tri người ta sẽ ra đó, người ta tìm hiểu cái tiểu sử của từng vị được đề cử ứng cử, từ ứng cử cấp nhỏ nhất cấp xã cho tới cấp quốc hội, người ta niêm yết đó, anh ra anh kiểm tra từng người, chứ không phải là ngủ cho đã tới ngày bầu cử ra gạch tên gạch thế lại, không có đâu, không có chuyện đó. Và đặc biệt trong cái thể chế hiện nay, em dám khẳng định những vị lãnh đạo đảng nhà nước, đặc biệt là 4 chức danh cao nhất của đảng, gồm chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, 4 đồng chí đó nếu như ứng cử ở khu vực nào cũng đạt được phiếu, tại vì sao, người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng trong thời đại này, chứ không phải rằng là người dân dù trong cái khu phố, trong phường, trong quận đó, ví dụ như ở Hà Nội, bác Trọng ứng cử ở Hà Nội, dù biết rằng trong Hà Nội họ cũng có sẽ một số người gạch tên ổng, ví dụ như Dũng Vua Hoa nè, ông Nguyễn Quang A nè,
sẽ đặt tên Bất Cộng, nhưng mà chỉ là thiểu số, thì chắc chắn cử tri của Hà Nội hàng triệu người, người ta vẫn bầu cho Bất Cộng. Tại vì người ta, nhân dân và cử tri cả nước trải qua những cái thăng trầm biến cố của lịch sử dân tộc, trải qua thăng trầm lịch sử, cái biến cố của đất nước trong từng giai đoạn, họ đã nhìn rõ được cái nào là ưu việt à, thì họ ủng hộ. Cái chính trị của người dân, họ không phải quan tâm tới ông nào, không phải rằng họ không quan tâm tới cái người đó, nhưng mà tại vì họ biết chắc rằng những người được chọn ra, đề cử ra là những người đảm bảo được đủ yếu tố về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực à, và đặc biệt nhất là uy tín trong cộng đồng dân cư, người ta mới đề cử chứ. Tại vì khi anh ra đầu ứng cử à, đưa danh sách ra thì ít nhất á, trong cái khu dân cư của anh đại diện những người trong hộ gia đình phải đi dự họp, họp để đề cử. Bây giờ tôi đề cử ông A, ông B, ông C nè, anh các cử tri của mình, các bậc cử tri có đồng ý không, thì người ta sẽ đứng lên nói à, tôi thấy ông A này nè là trong cái nhiệm kỳ qua ông đã làm tốt công tác ở ở địa phương, ông giúp cho dân cái này kia đi, người ta đồng ý, người ta đề cử và lấy phiếu bằng cách biểu quyết đếm người. Bây giờ tham dự hội nghị này 50 người, 45 người đồng ý cho ông A thì thống nhất cử ông A. Nhưng mà nếu như trong 50 người mà chỉ có 20 người đồng ý thì chắc chắn là sẽ loại à, người dân đã chọn từ ban đầu và cuối cùng lá phiếu của người dân gỡ gắm trên cơ sở cái đồng thuận ban đầu, chứ không phải rằng là người lúc đầu tự nhiên đảng cử xong cái đưa ra dân, cái dân biết ai, cái gạch thí gạch tên, không có chuyện đó. Em dám khẳng định không có chuyện đó. Người dân họ quan tới tâm tới dân chủ của đất nước, là họ quan tâm tới cái việc là họ có được làm chủ không, họ làm chủ trong cái lá phiếu bầu không. Còn cái công đối với công tác bầu cử à, tại sao Việt Nam chúng ta tỷ lệ bầu cử hầu như cơ bản đạt cái kết quả, cái tỷ lệ cao, có nhiều địa phương 100%, có nhiều địa phương 90+ à, ít nhất cũng phải có 97% cử tri đi bầu. Tại sao? Tại vì cái sự quan tâm của đơn vị bầu cử. Cái thứ hai nữa là gì? Cái ý thức, cái quyền làm chủ của người dân, của cử tri trên lá phiếu, cho nên người ta tham gia, người ta rất là tham gia. Và cái ngày đó mình gọi là ngày hội nha, hội toàn dân, giống như một ngày hội. Có nghĩa rằng là bây giờ trong một xã nó có nhiều điểm bầu cử, thấy tất hiện nay nè, em nói ngày hôm nay em đi nè, trong địa bàn tỉnh em đi nè, Hàm Thuận Nam nè, các cái huyện mà từ đây vô tới giáp Đồng Nai nè, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh, thị xã La Di nha, và em ở thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Có nghĩa là em đi đã được 5 huyện, cờ xí rợp trò, các cái điểm mà niêm yết cử tri là cờ không, đỏ rực cả một cái góc các tuyến đường. Có nghĩa rằng là người dân đã hiểu được cái quyền công dân, và đây là ngày hội à, vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, mà vừa là tham gia một cái ngày hội ừ. Và cái quyền công dân không phải là mới định ngày hôm nay, định từ ngày 1 tháng 6 năm 1946, sau khi Quốc hội khóa đầu tiên à, tổ chức được bầu cử và ra lập hiến, thì em dám khẳng định rằng là ngày đó toàn quốc từ Bắc tới Nam, từ đồng bằng cho tới miền núi, từ thành thị đến nông thôn, từ dân tộc người Kinh cho đến dân tộc, các cái dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số đều nô nức đi bầu cử, thể hiện ý chí, nguyện vọng, sự gửi gắm của mình, của vùng cử tri lên lá phiếu cho từng đại biểu, từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp trung ương à. Còn thành phần chống phá, họ lợi dụng, họ xuyên tạc đài VOA, đài Việt, từ cái kênh đảng Việt Tân, tất cả các đài khác, họ lập ra 100, 1000, 1 triệu cái đích giả, họ chống phá, thì cũng không thể nào làm thay đổi được cái ý chí, cái nguyện vọng, cái sự ngưỡng lắm của cử tri vào các vị lãnh đạo từ cao nhất cho tới cơ sở ừ. Vậy em tin chắc rằng là sau cái này, sau cái sự thành công của đại hội đảng 13, tiếp tục bầu cử khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân cấp à, thành công tiếp, trên cái cơ sở cái tiền đề này sẽ để cho đảng, nhà nước, chính phủ đề ra những cái chiến lược, cái sách lược để trong cái giai đoạn 5 năm nhiệm kỳ tới, cũng như là tầm nhìn đến năm 45, 2045 à, kỷ niệm 100 năm thành lập nước à, đất nước chúng ta, dân tộc này à, thể chế này sẽ hùng cường và sẽ phát triển mạnh hơn ừ. À, còn càng ngày cái lực lượng chống phá càng mỏng đi, càng già đi, thì càng ngày nó càng rơi rụng đi à, nhưng nhà nước chúng ta vẫn xác định
cộng đồng người Việt ở hải ngoại các quốc gia trên thế giới là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, và nhà nước luôn nhất quán một chủ trương, đó là đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước, bọn chống phá để riêng hoàng bền, thuyết phục được tới đủ đủ tuổi bắt bỏ tù, xử lý theo điều 117, theo điều tất cả các điều theo bộ luật hình sự. Còn người nào có tâm, nhà nước sẵn sàng mời về. Em khẳng định như vậy, cho nên là anh với lại anh em mình tin tưởng rằng dù bọn chúng có điên cuồng chống phá như nào, hỡi đất nước càng thành công thì chúng ta càng điên cuồng, đất nước càng nở hoa chúng càng giận dữ. Nó rõ ràng không? Họ cũng tuyên bố là năm nay cũng phục quốc, cũng trở về, cũng lấy về. Thì đâu đó cái chia sẻ của em trong mấy cái nội dung vậy, để cho một số anh em khác cùng góp lên tiếng nói chung về cái ngày hội chúng ta chuẩn bị bước đến. Ngày lễ, sau cái ngày lễ thì tới ngày hội. Có nghĩa Việt Nam mình thường đi chung lễ hội kết hợp chung. Lễ 30/4 chuẩn bị đến, cũng chúc tất cả anh chị em trên diễn đàn chúng ta chuẩn bị đón một cái những cái ngày lễ trọng đại của đất nước là nhiều sức khỏe, tuy nhiên cũng cố gắng đảm bảo được cái phòng chống dịch bệnh trong cái thời gian đến. Xin trân trọng chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em. Cảm ơn quý nha. Lắng nghe.